Dám ăn trộm gà của ông. Đi cả ngày trời mà không tìm được con mồi nào, thế này thì ta sẽ chết vì đói mất. Khu rừng này bây giờ thức ăn đã cạn kiệt hết rồi, ta không thể ở mãi trong khu rừng này được. Chắc ta phải đi xa hơn, may ra mới tìm được thức ăn. Con mồi kia rồi, cuối cùng cũng tìm được một đàn gà béo mẩm. Hôm nay ta sẽ được một bữa no nê đây. Ơi, cáo kìa các cậu ơi. Hôm nay các ngươi sẽ là miếng mồi ngon của ta. Phải làm sao bây giờ? Con cáo sẽ ăn thịt chúng ta mất. Nào, đến lúc rồi. Bác cáo ơi, trước khi ăn thịt chúng tôi, xin bác hãy ban cho chúng tôi một ân huệ cuối cùng. Đằng nào thì bọn nó cũng chẳng thoát được, cứ để chúng nó xem sao. Các người muốn gì? Xin cho chúng tôi được cầu nguyện trước khi chết. Cầu nguyện xong, chúng tôi xin đứng thành hàng để bác ăn thịt. Chết đến nơi rồi còn lắm chuyện. Thôi được, nhưng các người nhanh nhanh lên đây, ta không có kiên nhẫn đâu. Ôi, cảm ơn bác. Cục tác. Cục tác. Quát. Cục tác. Quát. Này, mình ơi, sao hôm nay đàn gà kêu ầm ĩ lên thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì. Các ngươi cầu nguyện sao lại kêu ầm ĩ như thế? Đấy là tiếng của chúng tôi, bác làm sao mà hiểu được? Thôi, đến lúc rồi, ta không muốn chờ nữa. Để tôi thử ra xem sao. Ôi, con cáo. Có cáo à? Đúng, nó đang định bắt gà nhà mình kìa. Mình nhỏ tiếng thôi, để tôi xử lý. À! Đáng đời con cáo gian ác. Thành tựu sau cây nạn gỗ. Ông ơi, ông đã đỡ đau chưa ạ? Đỡ hay không thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Giờ ta thành người tàn phế rồi. Ông, rồi ông vẫn có thể đi lại được quanh nhà bằng nạng mà. Còn nếu đi xa thì cháu sẽ chở ông. Nói thật với cháu, nhiều lúc ta chẳng tiếc sống nữa. Ông ơi, cháu hiểu nỗi buồn của ông, nhưng xin ông đừng nghĩ như thế. Để cháu đi mang chút gì lên cho ông ăn nhé. Cả ngày nay ông chưa ăn uống gì. Không, cháu dìu ta vào giường, ta chỉ muốn đi nằm. Ông, cả đời ta rồi lại phải phụ thuộc vào nó sao? Chúng thật là hạnh phúc, đâu thể biết được nỗi khổ của ta. Cậu sinh ra là để dành cho chiếc vô lăng Roger ạ. Nhìn cậu lái xe, tôi cảm nhận được say mê thật sự là thế nào. Dạ, cảm ơn chỉ huy. Ông ơi, cẩn thận có hòn đá to trước mặt. Ừ. Ông ơi, bên trái đường có một khu vườn trồng nhiều hoa tử đinh hương, hoa dơn, hoa hồng đẹp lắm ông ạ. Thế hả cháu? Tuyệt quá, chúng đỏ rực à.
Dạ, đỏ rực cả một góc ạ. Ông ơi, cháu sực nhớ ra, trước đây ông đã từng hứa sẽ đưa cháu đến thăm vịnh Anper, ông còn nhớ không? Có chứ cháu, chắc chắn là khi ông khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng tới đó. Khung cảnh ở đó rất tuyệt. Ông không nhìn thấy, nhưng không sao, đã có cháu dẫn đường. À, thích quá. Mình làm sao vậy? Mình mắt sáng mà lại không thấy được vẻ đẹp của vườn hoa này. Còn người đàn ông ấy vừa mù, vừa yếu mà lại cảm nhận được rõ ràng đến vậy. Ba, dạo này ông hay nghĩ ngợi linh tinh lắm, còn lo lắm mà không biết phải làm sao. Ừ, ba biết, ba cũng tìm đủ cách rồi, nhưng... John, cháu đi đặt làm cho ông một chiếc chân giả. Đặt cho ông một chiếc chân giả? Ta muốn thử cầm vô lăng trở lại. Dạ, cháu sẽ đi đặt ngay và lau rửa lại chiếc xe cho ông, chắc chúng đã bám đầy bụi rồi. Và bây giờ, tôi xin trân trọng kính mời ngài Roger lên nhận giải nhất cuộc thi lái xe nghiệp dư Bắc Mỹ. Hả? Chân ông ta... Thưa ngài Roger, điều gì đã khiến ngài vượt lên trên đau thương một cách kỳ diệu như vậy ạ? Tôi có ngày hôm nay, tất cả là nhờ cây nạng này. Khi tôi bị tai nạn, phải tạm thời từ biệt cuộc sống lái xe, tôi đau đớn vô cùng, cho rằng... mình sẽ không bao giờ lấy lại được niềm vui nữa. Sau này, dựa vào cây nạng, tôi từ từ đi lại, thưởng thức biết bao điều tươi đẹp. Hơi thở của hoa cỏ ven đường, khuôn mặt đáng yêu và tràn trề sức sống của trẻ thơ. Lão đảo bước tới, tôi thấy được gian khổ, cũng ẩn chứa sức mạnh chiến đấu với khát vọng. Cho nên, cuộc đời tôi thay đổi nhờ cây nạng này. Vâng, tôi đã nhận ra rằng, quan trọng nhất là cái nhìn với cuộc sống. Chỉ có ánh sáng của niềm tin và hy vọng mới giúp con người vượt qua đêm tối. Tồn tại trong hoang mạc. Gió ơi, nơi đây chỉ có tôi và chị. Sao chị còn làm cát bụi mờ mắt tôi thế? Chào anh bạn, anh đi đâu đấy? Tôi đang đi dạo. Nơi này thì có gì để dạo chơi chứ? Ngắm trời ngắm đất, làm bạn với gió cát, thế là đủ rồi. Mà này, tôi vừa nhìn thấy một sinh vật lạ lắm. Ngoài chúng ta ra, còn có những sinh vật khác tồn tại được ở đây sao? Trông nó cũng gớm ghiếc lắm. Anh lại đó mà coi, cách đây vài dặm thôi. Rồi, đúng là sinh vật lạ, mình phải lại đó xem mới được. Ồ, anh là ai? Sao anh lại ở đây? Xin lỗi cô, đã làm phiền giấc ngủ của cô rồi. Ồ, không sao, anh cũng sống ở đây à? Vâng.
cười tôi đấy à? Tôi cười vì không hiểu sao anh lại đứng xem tôi ngủ thế. À, thì lần đầu gặp cô ở đây, tôi chỉ tò mò muốn biết sao cô lại có thể sống được giữa một nơi khô hạn như này thôi. Chẳng phải anh cũng đang sống ở đây sao? Đúng vậy, bởi vì tôi có thể chịu đựng được đau khổ và tôi kiên trì. Sau một thời gian dài rèn luyện, tôi đã có một thói quen đặc biệt và bản năng thích ứng với điều kiện khô hạn. Thế nên tôi mới đi được trong sa mạc. Thế còn cô? Tôi cũng giống như anh. Trải qua một thời gian dài rèn luyện, tôi đã có được khả năng chịu hạn rất tốt nên có thể sống trong sa mạc. Thế tại sao thân của cô lại lắm gai vậy? Sao? Anh sợ chúng à? Nhìn chúng xấu xí lắm à? Thế tại sao anh lại có hai cái bướu kỳ quái vậy? À, cái bướu này giúp tôi đủ nguồn nước dự trữ để sống trong sa mạc trong thời gian dài mà vẫn không bị thiếu nước. Còn toàn thân tôi có gai nên mới không bị các loài khác ăn mất. Hơn nữa, tôi dùng những chiếc gai nhọn này để hấp thụ số hơi nước ít ỏi có trong không khí của sa mạc. Có thế, tôi mới tồn tại được. Thì ra không chỉ có loài lạc đà chúng tôi mới chịu đựng được gian khổ nơi đây. Để tồn tại trong một môi trường sống khắc nghiệt thế này, tôi và anh đều đã phải trải qua rất nhiều sự tôi luyện khổ cực. Vì vậy, chúng ta đều là những con người đáng tự hào, không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Chúng ta tuyệt vời thế sao? Trận chiến trong nông trại. Này, đi đứng kiểu gì thế? Tôi xin lỗi. Tôi không để ý. Xin lỗi mà được à? Chuyện gì thế này? Chúng mày định làm loạn đấy à? Đã thế cho chúng mày vào chuồng hết.
chúng mình sẽ mãi là bạn thân. Ra đồng sớm thế, vào đây làm chén trà, bắn điếu thuốc lào cái đã. Tôi phải tranh thủ ra đồng phét ít nước, không thì giờ ruộng mã chết khô mất. Cứ vào đây đã nào. Cứ tình hình trời hạn hán thế này, có mà bỏ xứ đi ăn mày ông ạ? Ừ, mấy ruộng lúa nhà tôi giờ cũng gần chết khô cả rồi. Nhà anh có nghề gia truyền dọn vải, phải không? Ừ, thì sao? Anh không thấy các cụ đã nói phi thương bất phú sao? Nhưng từ ngày ông cụ nhà tôi ốm nặng, phải bán cả gia tài để chữa trị, nhà tôi có còn gì nữa đâu mà buôn với bán. Đừng có lo, tôi còn ít tiền để dành vốn là của hồi môn của vợ, dù đói cũng không dám động đến. Nhưng giờ phải làm việc lớn thôi. Ở cái làng này lo ăn còn chưa đủ, ai mà quan tâm đến mặt đẹp chứ. Phải ra phố làm ăn. Anh có thể làm nghề nhuộm vải rồi đem bán, còn tôi sẽ lao động chân tay kiếm sống. Kể cũng có lý đấy. Nghỉ ngơi thôi, mai sẽ bắt đầu công việc. Ừ, tôi cũng mệt và đói lắm rồi. Mời quý khách vào. Quý khách lấy hai phòng chứ ạ? À? Không, chúng tôi sẽ ở chung một phòng. Anh vẫn chưa tìm được việc à? Vâng, chẳng ai muốn thuê tôi cả. Tôi có một người em buôn than, nhưng giờ cậu ấy muốn về quê. Cậu có muốn thế mối này không? Tôi sẽ nói với cậu ta một tiếng. Ôi, cảm ơn ông chủ. Không có gì, vì tôi thấy bạn anh phải trả tiền ăn cho anh suốt nên cũng ai ngại. Cậu ấy đi bán vải một tuần nay chưa về, biết được tin này chắc cậu ấy mừng lắm. Sao lại bừa bộn thế này? Mà than ở đâu ra thế? Sao lại để than ở đây? Chắc chỉ có than của thằng Tí thôi. Chả nhẽ cái việc làm ăn của mình thuận lợi, nó ghen tị với mình sao? Ai, tức quá đi mất. Mày về đây tao sẽ biết tay. Cậu đã về rồi đấy à? Tôi vừa tìm được mối làm ăn rồi. Tối nay chúng ta làm một chầu nha. Anh đi mà uống một mình đi. Cậu có chuyện gì à? Cậu nói xem nào. Thấy tôi làm ăn được, ông định mua than về làm bẩn vải của tôi phải không? Ờ, không phải đâu. Không phải à? Thế cái gì thế kia? Tôi cũng không biết. Lúc ra ngoài than vẫn được xếp gọn gàng mà. Không phải tôi làm đâu. Phải anh làm thì ai vào đây nữa chứ? Đã bảo không phải tôi mà. Phải đấy thì sao? Cái đồ ăn cháo đá bát, ai là người đã cho anh mượn tiền và vốn để anh làm ăn phát đạt như bây giờ chứ? Hay là có tiền rồi nên chẳng coi ai ra gì? Thế ai đã cưu mang anh trong những ngày đói rét không có việc làm chứ? Muốn đánh thì cứ đánh đi, bạn với bè thế à? Ơi từ từ đã nào, không phải tại anh Tí đâu. Nãy con mít nhà tôi bắt chuột nên nó làm phòng các anh lộn xộn vậy đấy. Tôi thành thật xin lỗi. Hả? Con mít? Tí không có ý làm bẩn số vải trắng của anh đâu. Chỉ là không có chỗ để nên mới để tạm than ở đây thôi. Anh Tí, nhà kho tôi đã cho người dọn dẹp, anh có thể chuyển than xuống dưới đó được rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Thì ra là vậy. Tôi đã hiểu lầm anh rồi. Tôi đã nóng vội quá. Anh bỏ qua cho. Để nhộm đống vải trắng kia sẽ tốn rất nhiều thuốc nhộm để nhộm, nên anh bảo mới sót thế. Tôi hiểu rồi, tôi cũng tưởng anh có tiền rồi nên chê người bạn nghèo khó này. Đúng là nghi kỵ là điều tối kỵ ở đời mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.